Đây là chiếc xe độc lạ có 102 tại Việt Nam nha các bạn. Và Phú nghĩ là thế giới cũng khó được tìm được cái chiếc thứ hai. Xin lỗi, xe đi rất là êm các bạn, mà nó mát nữa. Bình thường xe chúng ta là mở nắp capo, chế linh, chế nhớt cho. Còn xe của chú là không cần mở nắp mà ở đây tưới nước thôi. Nếu công an bắt tôi thì tôi cũng nói thiệt, bây giờ cho tôi chơi đi, cho đã rồi tôi chết. Cái này nó có cái gấu mình lót lên cho nó đựng dơ cái quần. Dạ. Không ngồi đây cũng mát lắm, nó thoát khí lắm. Ô hay, vô hết, rất là dễ lái các bạn. Đạp thắng nha, nhớ đạp thắng nha. Có số về không? Có đó. Đâu về đâu? Đó. Rồi gạch ra sao? Xin chào những người bạn vui vẻ của chương trình Độc Lạ Bình Dương. Kính thưa các bạn, Phú đang có mặt tại thành phố Tây Ninh. Cả cuộc đời của Phú thì đi rất là nhiều xe ô tô, nhưng mà chưa lần nào ngồi lên một chiếc xe ô tô mà nó mát mẻ như thế này. Mát không cô trò nhỏ? Dạ mát, em thích mát lắm luôn ạ. Rất mát và rất xanh. Nếu mà nhiều bạn đang xem clip này và thắc mắc là không biết cái xe này có chạy được không thì đây là câu trả lời. Chú ơi, bật máy đi chú. Lần đầu tiên trong đời em đi chiếc xe này. Đã nha. Thật là vô mốt. Vô mốt, vô mốt. Thật là vô mốt. Đây là chiếc xe độc lạ có 102 tại Việt Nam nha các bạn. Và Phú nghĩ là thế giới cũng khó được tìm được cái chiếc thứ hai. Thấy chiếc bán tải mà nó gặp chiếc này nó cũng phải đi lui luôn. Khiếp quá. Chiếc xe này mà đi xa nhất là đi được mấy chục cây số chú. Bây giờ là không biết là bao nhiêu, nhưng mà cứ công an cho đi là đi, đi tới đâu cũng được. Công an cho đi là đi tới đâu cũng được. Các bạn quan sát cách tài xế mở cửa cho khách bước xuống nha. Rồi chú cho con xuống, cho con không biết là leo có đường nào xuống á. Đây cái này là mình chở chú Huệ đi. Mình phải kỹ. Chứ còn nếu không thì nó... Đây các bạn, mình bước xuống đây. Hết sức là khác biệt. Chúng ta đảo mắt một vòng nha, để xem kỹ những chi tiết của chiếc xe độc lạ của thành phố Tây Ninh này. Cái thân mà hồi nãy con thấy chú dường như là ngồi trên một cái gốc cây để lái xe luôn phải không chú? Rồi, đúng rồi. Ngồi trên cái gốc cây để lái xe luôn các bạn. Nè, đây này, nãy chú ngồi chỗ này. Này, có cảm giác đây không phải là chiếc ô tô từ xưởng ra chú ơi. Hình như là cái này là toàn bộ cơ khí, máy móc nó là chú chế hết hả? Động cơ này là động cơ của gì? Của máy 110. Máy 110 là xe máy á? Xe máy. Cái đít ô tô. Cái đít xe ô tô. Khó hiểu nhỉ. Nhưng mà chỗ này nó ngồi dày nó đi tưng tưng, mình chịu gì nổi chú? Không có, bình thường. Không có bình thường á? Đây các bạn, chỗ là con tắc mặt là chỗ này nha. Đây nè. Con tắc mặt đó. Cái này không có gì, đèn bình thường, cái này là đèn xi nhan. Đó. Còn này là đèn sáng. Đèn sáng không có gì hết. Cao vô. Con sáng cao đèn vô. Bật máy là sao chú? Bật máy lên nè. Bật máy lên dầm thắng em, tại vì cháu không biết ý là nó chạy á. Đây dầm thắng đây. Dầm thắng đó. Rồi. Đây. Ga cái giò bên kia như ga y như là xe du lịch của mình. Đây là cái gì? Cái này là ga. Cái này là thắng, cái này là ga. Ga. Ga thắng. Đó là cái đạp. Đó là thắng. Nút đề đâu? Nút là thắng, đề đây. Rồi, đề hay quá bạn. Rồi mình cứ thả thắng ra nó đi thôi. Cho con đây chút nhìn thử nha. Rồi đạp ga vô nó chạy nha. Thả thắng ra đạp ga. Thả thắng ra đạp ga, y như du lịch của mình vậy thôi. Không có gì hết. Rồi, số tự động á, cứ vậy là vô ga chạy. Mà sao ngồi giống kiểu vậy? Con quay này con. Đây nè, gác cái tay lên đây. Mình đều yêu là con chỉ có một tay thôi. Mình rồi giống như mấy chị em phụ nữ đó các bạn ha. Rồi thả nè, đi nè. Đạp ga vô là chạy. Đạp ga. Đó. Là vô đạp thắng nha, chứ đừng có giật mình là đạp ga không được nha. Đập thắng nha. Không có, khỏi đóng. Ô hay, vô hết, rất là dễ lái các bạn. Đập thắng nha, nhớ đập thắng nha. Rồi, đập thắng, đó, thắng. Rất hay. Có xuống về không? Có đó. Đâu về đâu? Vậy đó. Rồi, gạch ra sao? Gạch cái cầm nó ra sao? Rồi. Gạch. Cái cầm này nè các bạn, gạch ra sao nè? Rồi. Gạch. Rồi, cứ đạp xuống là gì? Ý như du lịch vậy đó. Dạ. Đập bên này vô. Ý như là du lịch. Ý như du lịch. Hãng này cái tên là gì vậy chú? Võ Tiệp. Võ Tiệp hả? Công nhận chiếc xe do hãng Võ Tiệp sản xuất quá là xịn sò. Xe này dân hồ trả bao nhiêu chú? Có gặp nó theo 500 rồi mà chú chưa có chịu bán.
Bao nhiêu? 500 mà chú không có chịu bán. Chú nói là bây giờ để chơi, mà bây giờ bán á, còn một cái chiếc 16 chỗ là bây giờ chú bán. Ra chiếc 16 chỗ là chú sẽ bán chiếc này. Kính thưa các bạn, là chú chia sẻ là chú đang chế tiếp một chiếc xe 16 chỗ như thế này. Còn bản thân chiếc xe này khi mà đi lui tới thành phố Tây Ninh thì đã có người trả 500 triệu mà chú kiên quyết không bán. Chú có thể chia sẻ là cái giá tiền bạc mà chú bỏ vào đây là mình chưa kể tiền công là bao nhiêu không? Bây giờ là cái tiền bạc mà bỏ vô đây là mình chỉ đam mê thôi, chứ còn vấn đề tiền bạc cái này bỏ đồng mai bỏ xu không có khác. Không tính được. Không có tính được, nhưng mà cái công á, cái công lao rất là nhiều. Các bạn biết không, nãy mà khi mà Phú vừa xuống ở đây á, cái điều Phú cảm thấy rất là áy náy. Thật sự là Phú ở đây là Phú đi săn độc lạ, tìm được chú là Phú thấy là hình ảnh này xuất hiện trên mạng nên Phú biết là ở Tây Ninh, Phú kiên quyết Phú tìm. Khi mà tìm đến nơi thì chú nói là trời ơi, cách đây đã hơn năm tôi đã liên hệ với ông, tức là liên hệ với Phú để nói về chiếc xe này, nhưng mà hồi đó mà không hiểu sao Phú đánh giá câu chuyện này nó không có gì độc lạ nên Phú không có tới. Còn bây giờ năm sau gặp lại thì ra chú là người đã tìm đến với chương trình Độc Lạ Bình Dương. Nhân đây thì con cũng gửi lời xin lỗi chú là lần trước là cách đây 1 năm con chưa đánh giá được cái sức sáng tạo của chú, và xuống đây con hoàn toàn là bật ngửa luôn. Đó, quá độc lạ luôn các bạn nè, đèn, hệ thống đèn nè ha. Đó. Con muốn hỏi thăm là chú mất bao lâu để tạo hình chiếc xe này? Cái chiếc xe này bây giờ tạo như vậy là nó đi trên 10 năm. Tại vì trên 10 năm có nghĩa là bây giờ cái hình dung là của cái thân cai xe. Yeah. Nếu mà những cái ghế của tài xế dư phụ xế ngầu mà không có ngầu được là chiếc xe không có giá trị. Mà giá trị từ cái rễ cây. Còn những cái này là chỉ 1-2 năm nay thôi. Ý chú nói là các bạn là để cái cây này nè. Rồi. Đúng mà nó ra được một cái bộ rễ mà tài xế có thể ngồi. Nó ngồi bên đây nè, nó thành cái ghế mới qua mới lâu. Trên 10 năm lâu. Còn ăn nếu mà chỗ giờ, này. Nếu mà chiếc xe mà không có cái gốc cây này thì coi như là nó không có cái gì gọi là độc lạ. Mà cái ghế của chú làm là phải là ghế cặp, như các bạn bên kia là bác tài, còn bên này là có lẽ là vợ bác tài. Con nghe nói là bình thường là chú chở vợ đi bán muối hả? Đi bán muối, ai mua gì bán nữa. Bình thường là cái hàng ghế như này là chú sẽ dỡ hết, chú chắc muối lên chú đi bán. Đây là chiếc xe đi bán muối. Rồi lấy tiền chiều về hai vợ chồng đi chơi. Bán muối xong lấy tiền về hai vợ chồng đi chơi. Đó, cuộc đời nó chỉ có thế thôi. Thế mới là cuộc đời chứ. Cây xanh như thế này thì mất khoảng 1 năm đến 2 năm chú ơi. Để cho chú bao phủ kính hết. Nó phủ kính mà nó sống nữa chứ không phải là nó chết được. Sống á? Ủa này con thấy đây là đất đai đâu mà nó sống hay vậy ta? Nó nằm trong bồn á. Nó nằm trong bồn á. Âm ở trong động cơ các bạn. Đó. Ghê. Nó đi vừa đâu hết. Ở trong này bình thường xe chúng ta là mở nắp capo, chế linh, chế nhớt cho. Còn xe của chú là không cần mở nắp mà ở đây tưới nước thôi. Đây này bình xăng nè. Đây là bình xăng. Vậy là có xăng luôn. Con tưởng là xe chú chạy bằng nước lạnh không chứ. Đây cũng là nước chạy nước đó, đổ nước vô. Xăng chứ nước. Xăng cũng là nước. Xe này mà mấy cặp yêu nhau rồi đi đúng bài luôn ấy. Bây giờ chú có thể giới thiệu sơ về các loại cây ở trong này được không chú? Như là cái gốc cây là làm từ cây gì? Cái cây xanh. Những cái cây nhỏ này là bây giờ là vô số kể đủ thứ dây bông qua kiện hết. Còn ở đây là cái gì chú? Cái dây bông luôn. Đây là toàn là những cái dây bông không nè, dây bông thiệt không chứ không phải bông giả đâu. Hôm Tết là nó cổ nó cục mê lắm. Ủa xe này sao chú không làm biển số chú? Mình không có giấy tờ thì mình nói thiệt, mình khỏi để bản số xe đồ chi. Thế công an chính quyền người ta có thương mình thì người ta chặn mình thì mình cũng nói thiệt là giờ già rồi, đam mê rồi ăn chơi rồi chết, mà bây giờ không đam mê cũng chết, đàn nào cũng chết, bây giờ cứ đam mê rồi chết. Nếu công an bắt tôi thì tôi cũng nói thiệt, bây giờ cho tôi chơi đi, cho đã rồi tôi chết, chứ bây giờ không cho tôi chơi thì tôi cũng chết thôi. Không thành bây giờ tư tưởng mình vậy là mình chơi. Nhưng mà mình không cứ đưa bản số giả lên để làm cái gì. Mình là thật tình. Đây thì giống như là cái thôi, mà chống va đập vậy các bạn, được làm bằng hệ thống bình cổ nè, đồng đèn á. Mấy cái lọ này là từ năm 1900 mấy à? 900 năm mấy chứ. Sao hàng cổ hàng hiếm vậy mà chú để về không lỡ không có, mình mấy chơi, lần nó... Mình chơi vậy là người đây ta... Đây nó bỡ mất sao? Không, chú đã cột cái trong đó rồi, không ai lấy làm gì của chú. Chú có thể là chạy chiếc xe này lên Sài Gòn không? Không, tại vì bây giờ cái này là một cái trò chơi độc lạ. Chú tự tin cái bản tính của chú là một cái thế hệ của thành phố Tây Ninh mà cả cái đất nước Việt Nam, trên cộng đồng mạng những cái trò chơi thú vị không có cái nào như của chú Võ Thiệp. Nhưng đưa vào cái cơ quan pháp luật là của chú không được. Chú là người dân, chú tự xác thực cái nào pháp luật thông cảm cho mình chơi là mình chơi. Còn bây giờ mình tham gia thì vòng vòng cái khu vực của thành phố Tây Ninh này để thư giãn rồi vui thôi. Nếu bây giờ cho tôi đi đây vô tới Sài Gòn, cho tôi đi tôi vẫn đi bình thường. Nhưng mà con gái là bây giờ tôi tự tin là tôi không dám đi. Chú đi lên Sài Gòn là người ta đứng xếp hàng, người ta quan hô chú. Đúng rồi. Giống như đồ quân giải phóng vậy.
Ban đầu á là con nhìn cái xe của chú ở trên mạng, con có nghĩ là đây là giống như là một chiếc xe ô tô rồi chú trồng cây xanh lên đó bao phủ thôi. Nhưng mà không ngờ xuống đây rồi Phú mới thấy là cả những cái động cơ ở trong thì toàn là do chú lấy cái này ráp cái kia từ cái sự sáng tạo ngẫu nhiên của chú mà thôi. Làm Phú rất là khâm phục chú. Rồi. Trước khi mà chú chế xe du lịch này, chú đã chế một xe ba gác. Rồi, chiếc ba gác đi trước. À, thì kính thưa các bạn, bây giờ là chúng ta sẽ vào thẳng về nhà của chú để xem thử chiếc xe ba gác đời đầu của chú thì nó quái lạ như thế nào. Cái xe này á chú, mà nếu mà nó sinh ra vào cái thời chiến thì chắc là hồi đó là cái xe này đắt lắm á. Bởi vì xe này mà chạy vô rừng là coi như là quân chúng ta là không thể là bị phát hiện. Rồi. Ở đây có xăng luôn nè, xăng chế cho động cơ. Nó uống cũng như người ta uống. À, mình đây. Uống làm cũng phải cho nó uống. Đây mấy chủ ở đây. Rồi. Chạy bằng nước. Đó. Rồi. Bấm còi được không chú? Ồ, hay quá. Đó. Chỗ chiếc đó là ra đời trước đó. Chiếc nào? Chiếc đó đó. Chiếc đó hả? Ừ, chiếc đó. Dạ. Chiếc này ra sao? Đó các bạn ơi, trời ơi, đó. Đây mới thực sự là hàng hiếm nữa nè. Hai chiếc xích lô làm từ cây xanh 100%. Trời ơi, Phú không thể tưởng tượng được tại sao chú lại phát kiến ra một cái ý tưởng mà nó tuyệt vời như thế này. Nó không có chạm như người ta, mình chơi nó mới độc lạ, nó không đó, đúng là không động hang mà. Đó chú. À bây giờ hình dung kịp thời rồi, cái đây là cái ghế. Đó, cái ghế sau là chú gắn hai cái kính chiếu hậu lên. Có chiếu hậu, đèn chiếu nhanh, kèn đồ đầy đủ luôn. Thì ban đầu là từ cái ghế là chú cho cây xanh đó, cho nó tạo hình lên đây. Và cây xanh mà bu theo cái sườn ghế và nó biến thành một cái xích lô. Cái này khâu ý tưởng và theo đuổi ý tưởng nó cực kỳ phải là kiên trì á. Chú làm cái này mất bao nhiêu năm chú? Trên 9 năm rồi. Trên 9 năm trời? Đây là cây do chục năm rồi. Chục năm mới ra được một chiếc xe thế này nha các bạn. Chiếc này chú chạy ra đường lần chừng nào chưa? Trong vòng thành phố thì trên này là đi nát hết. Đi nát hết rồi? Ừ, cứ chiều là đạp có két cứ dày đạp đi. Đi nát cả cái thành phố Tiên Ninh mà cái cây này chưa nát. Cái cây này nó sống mà sao nát được. Đi được luôn hả chú? Có vậy cứ dài đạp đi. Ủa? Đạp sao đứng yên nè? Đi tại chú coi cho chê chứ giờ sao con ra đường con mới đạp chứ. À. Ly lên ngồi Ly. Lái như du lịch vậy thôi chứ đâu có gì đâu đây nè con lại. Đẩy nó đi, đẩy nó đi. Anh Phú chạy như du lịch thôi chứ đâu có gì có thắng tay rồi đàng hoàng nè. Rồi chú chạy đoạn đi chú, chở Ly coi. Đó em Ly cảm nhận coi. Đó lên. Chứ này mình chạy ban đầu thì nó hơi khựng với nó thôi chứ nó cũng như du lịch vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Leo lên đạp đi chứ đâu có gì đâu. Còn nhỏ bé này ngồi đây nè, chờ chú cho chở đi, leo lên đi, con leo lên đi đây. Đưa đây chú ẩm đây nè, nó rồi nó đi. Đó rồi. Đó Phú đạp chú đi. Chứ nào bạn vô đạp chú đi. Kính thưa các bạn, đây là giải đấu là có 102 ở hành tinh, giải đấu đua xích lô xanh. Đây là chiếc xích lô được làm chục năm rồi các bạn. Chục năm mới tạo ra hình chiếc xích lô như thế này. Rồi bây giờ Phú đi đạp nha. Ai đi xích lô không? Ai xích lô không? Xe đi rất là êm các bạn. Mà nó mát nữa. Đây là vị trí bốc thắng. À, hệ thống xe của chúng ta. Ủa sao có nút đèn nữa ta? Đi máy nổ được luôn hả? Xin chào, đi như xe Honda vậy, con tắt xe Honda đó. Kéo lên kéo xuống, kéo qua kéo lại coi. À. Dế kêu quá. Dế. Hay. Ồ. Xe này xe chống nắng các bạn. Chú ơi sao cua nó khó quá vậy chú? Bẻ nó đi. Bẻ quẹo cổ luôn. Cứ vậy đạp đi, xuống đó. Bạn đứng em, lại lên. Kéo lên. Bạn từ. Kéo lên. Không chịu bẻ mà. Kéo lên, kéo nữa, kéo hết đường mới quẹo chứ. Tài xế mới, tại giờ tài xế mới chạy mà. Đi này phải thi bằng lái các bạn ơi, không đơn giản nè. Cái này là ý ngày nữa là chú tháo bỏ xe dừa phải không chú? Ừ đúng rồi, tháo bỏ xe dừa còn rễ vậy nè. Đó, còn rễ sẽ ngồi như thế này các bạn. Cái này nó có cái gấu mình lót lên cho nó đựng dơ cái quần. Dạ. Không ngồi này cũng mát lắm, nó thoát khí lắm. Có cái cho nó khỏi dính cái quần. Chấm nó móc à. Có dưới đây là cái bệ gác chân. Ừ. Cái này là hai người ngồi luôn hả chú? Đợi người nè. Dạ. Cặp tình nhân ngồi đây mình chạy mình mới lấy tiền được. Chồng ngồi đây, con vợ ngồi đây. À. Đó, chồng ôm con vợ. Cho con rớt con vợ. Còn hơn sợ là tài xế xích lô. Đi xích lô không cô? Cứ vậy là đạp. Đi không cô? Xích lô này thế giới có một cái á. Cô đi một cái trải nghiệm đi cô. Ngồi nó êm mông lắm. Kính thưa các bạn, mặc dù chú nói đây chỉ là những trò chơi thôi, nhưng mà theo nhìn nhận của Phú á, đích thực đây là những tác phẩm nghệ thuật. Nó vừa mang nét đẹp của người nghệ nhân uốn éo những cái cây xanh tạo hình
rất là công phu, và nó cũng vừa mang cái trí sáng tạo và cái bàn tay, nó cũng là một người thợ lành nghề của nghề cơ khí nữa. Nhưng mà những chiếc xe như thế này di chuyển trên đường phố, thực sự là xét về tính hợp pháp thì nó không hợp pháp, nhưng mà ở góc độ văn hóa thì nó thực sự là nó kêu gọi sự gìn giữ môi trường, bảo vệ cây xanh. Và Phú rất là thích cái sự sáng tạo của chú. Như chú chia sẻ là bây giờ không chỉ ba chiếc xe này đâu, là ai đặt hàng làm cái gì thì chỉ cần tới chú hợp tác. Cụ thể nhất là sắp tới chú sẽ chế ra một chiếc xe 16 chỗ. Nếu mà bên nào muốn sở hữu chiếc xe này thì đặt cọc đi, thì chú sẽ cam kết là làm trong khoảng thời gian như thế nào rồi chú sẽ bàn giao sản phẩm cho người ta, đúng không ạ? Đúng rồi. Riêng chiếc xe này thì như chú thấy á, cái khâu nào là cái khâu mà nó đòi hỏi cái sự kiên trì và nó thách thức mình nhất? Từ cái chỗ này nè đi lên là cái cây, còn từ đây đi xuống tới dưới đây toàn bộ là cái rễ không. Cái tỳ tai là cái này phải trồng cái cây xanh sống để cho nó tạo ra cái lá này, nó làm ra một cái tai này nó bự ra, nó mới đẹp. Nếu mà cái cây này mà tôi rét là sao chú? Là chặt cái nhánh khác nó rét vô. À, ghép thì thời gian dấn ngày nó sẽ chết. Đầu đó một cái cây này tạo lên thành tứ trụ, nên nó ra bốn cái rễ. Từ bốn cái rễ tôi mới sửa ra được cái ghế. Dạ. Nếu không ra bốn cái rễ thì không tạo được cái ghế này. Dạ. Tuyệt vời ở chỗ là không hề ghép các bạn. Đây là một cái cây. Bây giờ tôi đang nuôi một cái bộ ghế nữa nè, là một cặp tình nhân, chồng ngồi trên, của vợ ngồi dưới. Cái ghế này là đang tội vợ vậy, cho vợ ngồi đây đi, cho lót em cho ngồi. Nếu ngồi đây thì nó chặt quá. Không mình... được, chặt nhưng mà nó thích chỗ rồi này. Nếu nó thích ngồi chỗ này thì cho nó ngồi, cái ghế này là đứa bé ngồi. Cái cách mà chú nuôi rễ cây đó rất là hay, giống như cái chỗ này nè. Cái đây có phải là cái cách mình để nuôi bộ rễ không? Đúng rồi, nuôi cái rễ này nè. Thấy chưa? Vợ nuôi nè. Dạ. Nó ra rồi đó, nhưng mà nuôi cái này là để cho lớn nè. Cái xe này đã có người trả giá cho chú? Chiếc xe này bán rồi, mà nhưng mà bán không được. Hầu mới có ra chừng 2 tháng á, là cái ông ở ngoài miền Trung á. Dạ. Bán cho ông 150 triệu, mà ông chuyển có 50 triệu à, còn 100 triệu nữa. Ông biểu chuyển xe về quỷ, ông mới chuyển tiền vô. Tôi nói bây giờ là không có được, tôi cầm lấy 50 triệu, rồi tôi chuyển cái xe về quỷ, quỷ đó. Rồi cái dòng cây cảnh mà ông ưng là tôi làm sao? Đúng rồi. Nhưng thành là tôi không dám, chứ dám là vừa đầu là nó đi mất rồi. Khi bán là giao kèo nó là nó như vậy. Trên chương trình Độc Lạ Bình Dương thì trong ba chiếc xe độc lạ của chú thì chú có muốn chia sẻ lại chiếc xe nào không? Chiếc xe mà du lịch á, tôi không có bán. Nhưng mà vì cái ông ở Đà Lạt không theo là ông trả là 500 triệu. Ban đầu là tôi không có nói là bán, chỉ chơi thôi, giao lưu. Nhưng khi nó ra một cái chiếc thứ hai 16 chỗ. Dạ. Yeah. Tôi bán. Còn bây giờ nè, khu du lịch, công ty dịch vụ nào nếu cần hợp tác, bây giờ tôi đang làm một chiếc 16 chỗ. Như vậy bây giờ cứ hợp tác, đồng ý mua giá cả, tiền bạc, tôi chỉ nhận tiền cọc thôi. Tôi sẽ làm theo ý muốn của người mua. Như vậy là bây giờ những cái kênh nào, những cái anh chị em nào muốn chơi, cứ đến tôi. Đây là cái đuôi của xe 16 chỗ. Đây là cái đuôi. Đang nuôi cái đuôi xe này các bạn. Còn cái phần đầu ở đâu ạ? Cái phần đầu ở chân. Chú dự kiến khoảng bao lâu nữa chiếc xe 16 chỗ nó sẽ hình thành chú? Nếu mà nó rảnh thì nó ra lẹ lắm. Cái rẽ ra chỗ đây là ghế ngồi đúng không? Rồi đúng rồi, ghế ngồi. Cái rẽ trái của nó nè, còn đây là cái rẽ con. Chiếc xe 16 chỗ này cái hàng trên nó ngồi chắc được 3 người luôn á, dữ nào. Chú đang bơi ghế đó các bạn. Ghế đó. Cái nghệ thuật mà nuôi rẽ của chú cực kỳ hay luôn. Chú mà có con gái là con mấy ông rẽ là cũng về đây ở liền nè. Coi nè. Coi cho chú nuôi rẽ nè các bạn. Cách làm cho rẽ nó dài ra nè. Thay vì trồng hết tất cả xuống đất thì chú đưa cái cây lên nằm trên một cái khối bê tông, còn có rễ thì nó sẽ thầm xuống dưới đây. Cái này là chú định làm cái gì chú? Chưa có xong rồi, chưa biết đưa nó vô một cái tác phẩm gì. Chưa biết tác phẩm gì mới làm vậy thôi. Này con nghĩ là mình làm một cái giống như là một cái phòng ngủ cho cô chủ nhỏ này. Cái tối tối là chú vô đây ngủ. Lót cái nệm ở trong. Đúng rồi, cho nó phòng ngủ không đụng hàng luôn đấy. Không đụng hàng luôn. Coi kết cấu nội thất, coi thử ký hợp đồng với chú đi. Trước cái sự sáng tạo tuyệt vời của chú, là con trân trọng tặng chú cái huy hiệu của kênh Độc Lạ Bình Dương nha. Và kèm theo phần quà nhỏ, đây là không đáng gì nhưng mà nó là một thể hiện tình cảm, sự khâm phục của kênh Độc Lạ Bình Dương đối với chú. Xin cầu chúc kênh Độc Lạ Bình Dương có những chút thì giờ đến đây chia sẻ với một người nghệ nhân ở thành phố Tây Ninh. Thì cũng rất chân thành cảm ơn kênh Độc Lạ và tất cả bà con ở thành phố của mình, đất nước của Việt Nam cũng như là ở ngoài. Dồi dào sức khỏe, vượt qua những cái khó khăn, cái bệnh Covid của 19 sẽ giàu có, phát triển được cái đô thị thành phố thôi, đất nước thôi. Rồi, cảm ơn chú ạ. Phú rất là thích cái câu của chú, tức là hãy để tôi chơi được tôi chết cũng được. Mà không cho tôi chơi tôi cũng chơi. Phải chơi, theo đuổi đam mê của mình đến cùng. Cảm ơn các bạn. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Xin cảm ơn các bạn.